Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Phùng PC và mình là Hương Giang. Để anh nói. Đây là em à? À được rồi, tao cho mình nói rồi. Thế thì cái giờ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên được chưa? Hay là còn chương trình khuyến mãi gì anh em muốn gửi nào? Đấy. Đến hẹn lại lên thì mỗi một tuần là chúng mình sẽ lên một số hỏi đáp. Và mọi người có thắc mắc câu hỏi gì thì mọi người hãy comment phía dưới để mỗi tuần chúng mình sẽ đều cho lắm câu hỏi của các bạn và trả lời các câu hỏi trong thắc mắc của các bạn ở kênh Huy Phùng PC nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chơi. Câu hỏi đầu tiên, Wistery Hung 14.600K với 4080 đi 850W thì có đủ không nhỉ? Ý của bạn là cái nguồn 850W có thể cân tốt được cấu hình này không? Với 4080 thì mình nghĩ hiện tại là đi 850W và 14.600K. Nhưng câu hỏi lớn nhất mình đặt ra là liệu bạn đang có nhu cầu gì? Bạn Giang có thấy bạn đang không biết bạn có nhu cầu gì không? Đúng rồi, không biết mình là phải bạn nói là mình có nhu cầu gì. Chứ còn nếu mà không thì 750W ở cái cây đấy cũng 850W đấy thì 850W thì cắm vào thì đương nhiên là được. Nhưng mà ví dụ như kiểu là bây giờ nhu cầu là render cả đồ họa, render CPU hay là render cả hai cái cùng lúc chẳng hạn thì đang không rõ. Thì đầu tiên với 4080 nhá, thì 4080 TDP của nó ấy, thì ở đây mình xuất chuẩn cho anh em là TDP là 320W và cái nguồn tối thiểu của Surge là sẽ khoảng 700W. Và với 14.600K thì thực ra là nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. 14.600K thì nó không ăn quá nhiều điện, dao động vào khoảng là hơn 100, gần 200. Quanh trở lại thì mình sẽ recommend cho anh em là với nguồn 850W thì liệu có đủ không? Nếu mà để chơi game thì mình nghĩ là nó hoàn toàn đủ. Nhưng mà tuy nhiên với việc render cả hai phần cứng một lúc chẳng hạn, ví dụ như thế, thường thì không có cái trường hợp đấy, nhưng mà thường là nếu anh em có nhu cầu render nặng thì mình nghĩ là 850W sẽ gọi là vừa khít thôi. Mình với mình thì mình sẽ mong muốn là anh em nâng cái nguồn cao lên một chút để nó sẽ dư ra một tí cho nó thoải mái. Đấy, sẽ đủ. Còn 850W mình chỉ để chơi game với một con 6K và 4080 thì mình nghĩ là có thể cân được. Đấy. Thừa luôn. Thừa. Đấy. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai là về bộ case i7-4700K và RTX 4070 Ti Ruptic. Nguồn bao nhiêu cho bộ này là ok? Giang còn nhớ hôm trước là bộ mình làm đấy là nguồn bao nhiêu không? Nguồn gì không? Nó là nguồn nguồn TUC 750W. Chuẩn, không phải nguồn TUC 750. Ok, thế thì bộ này thực ra là nếu bạn lên 4070 Ti thì mình sẽ suggest bạn lấy con nào 850. 750 thì thực ra là đủ với 4070 Ti và i7-4700K. Tuy nhiên thì nếu mà kể cân hai cái cấu hình này chạy lặng cùng lúc thì mình khuyến cáo là bạn có thể lấy 850W để cho nó dư giảm một tí. Tất nhiên là trong tầm giá này bạn vẫn có thể chọn con TUC 750W, nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là về sau bạn có nhu cầu nâng cấp hay là sử dụng cái nó dư giảm một chút để nó an toàn hơn, để không phải lo vấn đề vì thiếu áp, thiếu nguồn, thì mình nghĩ là bạn nên lấy những con 850. Thì 850 có rất nhiều con như kiểu là Corsair RM 850 này, hay là MSI 850, hay là ở ngoài ra thì có con Aptiq HCG 850 nhà mình hay lắp. Đấy là những con mà mình hay lắp. Đó. Thì đấy là cái bộ i7-4070K 4070 Ti mình nghĩ là lắp từng đấy là đẹp. Còn bộ hôm đấy mình test nhá, chuẩn nhá, là mình lắp con Aptiq HCG 850. Đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Mary Nguyễn đi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mary Nguyễn là mình đang dùng Asus ROG Z790 E-Gaming Wi-Fi DDR5 thì có đi được với i9-4900K không? Đầu tiên là ROG Z790E thì là một trong những con mà hiện tại là mới ra. Đấy. Thế thì liệu là với con ROG Z790E này thì chúng ta có gì? Nếu mà nhìn theo thông số của hãng các bạn đã nhận được ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ có 18 phase cộng 1. Không rõ là bao nhiêu A, nhưng mà 18 phase cộng 1 là cũng khá là dư giả. Và với con ROG E-Gaming Wi-Fi thì với mình đây là một con ROG cơ bản, nó có thể kéo được con 14.900K. Và thế nó có mạnh không? Có, tất nhiên là con ROG này rõ ràng là một con gọi là top tier của dòng main rồi. Thì mình nghĩ là với 18 cộng 1 phase thì mình nghĩ là cũng có thể đủ sức kéo được con i9-4900K. Nếu mà cái phây điện đấy nó bao nhiêu A thì cũng đang không nắm rõ được. Tại vì trên thông tin của hãng thì chưa có cái thông tin gọi là quá là kỹ về cái đấy. Thì ở đây mình chỉ nhìn thấy thôi. Và ngoài ra nữa thì con main này hiện tại thì mức giá của nó thì theo mình biết được là khoảng anh quanh cỡ 17 củ. Thì nói chung là 17 củ thì mình nghĩ là không kéo được 14.900K nữa thì cũng chịu. Ngoài ra thì, không, xin lỗi các bạn, không phải 17 củ, 13 củ đâu. Con này 13 củ thì mình nghĩ là vẫn có thể kéo được với cả những con ấy. Và nói chung là tổng kết lại
là bạn có chọn được không, con này được không, thì là có, thế thôi đấy. Và có thể cân tốt được 49k với cái spec phê điện như vậy. Câu hỏi tiếp theo của bạn là H7 AMI. Giữa GTX 1080 Ti và RTX 2060 Ti thì cặp nào edit video và làm đồ họa tốt hơn? Đầu tiên là mình nghĩ là sẽ không có cặp nào tên là RTX 2060 Ti cả. Đúng không? Mà chỉ có RTX 2060 gì nhỉ? Thường với cả con Super đấy, để cho cả răng và các bạn biết luôn. Thì với RTX 1080 Ti ấy, thì điểm mạnh của nó là sẽ có rất nhiều VRAM. Nó có tới 11GB VRAM. Và con 2060 Super sẽ có 8GB. Đấy, thì về cơ bản mà nói thì hai con này lệch VRAM. Thế thì cái chuyện mà để edit video và làm đồ họa thì mình sẽ nghiêng về cái con nào mà nhiều nhân CUDA hơn. Đúng, đấy, đúng không? Lúc ấy mình đang ngồi hơn. Nhiều VRAM hơn, nhiều nhân CUDA hơn là mình cũng ngồi mình xem xét rồi. Thế thì có nào là sự lựa chọn đây? Với GTX 1080 Ti thì số lượng nhân CUDA của nó nhiều hơn. Tất nhiên là về mặt cấu trúc của nhân CUDA nó không giống nhau. Mặc dù vậy thì nếu mà để phân vân giữa hai con này thì mình vẫn chọn 1080 Ti, vì đơn giản nó có nhiều VRAM. Và mình biết là mình dùng Adobe rất là nhiều, thế nên là việc có nhiều VRAM hơn một xíu và nó tránh cái hiện tượng crash thì mình vẫn thích hơn. Đấy, và nó sẽ ngon hơn con RTX 2060 Super về mặt này. Đấy. Và cái điểm mà mình ấy lắm là con 1080 Ti thì nó sẽ ăn điện hơi nhiều hơn một tí. Nếu mà mình nhớ chuẩn là nó ăn điện nhiều hơn một xíu. Đấy. Còn tiếp theo, không biết là khi anh Duy trả lời thì mọi người đã thỏa mãn được những cái thắc mắc của mọi người chưa nhỉ? Nếu mà chưa nếu mà chưa thì mọi người hãy comment lại phía dưới để chúng mình giải đáp tiếp cho mọi người. Và mọi người sẽ nhắn tin trực tiếp qua fanpage của Hitphone PC. Chúng mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn 24/24. Và ngoài ra thì bên mình cũng có group Facebook Tổ đội Công nghệ để anh em có thể là post những bài, hỏi những cái thông tin anh em thắc mắc ở trong đấy, thì anh em chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho anh em. Đấy, còn tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là của bạn Triệu Quốc Nguyên. Bạn ơi, cái RX7700XT có DP phiên bản 2.1 mà mình chỉ có màn hình dùng DP 1.2 và 1.4 thì có được không? Đầu tiên là mình phải nhìn rõ DP 1.2, DP 1.4 thì nó có gì đã. Đầu tiên ấy là DP 1.2, 1.4 ấy, thì nó sẽ xuất được ở màn hình 2K và tần số quét là 240Hz. Thì mình nghĩ là với cái việc mà DP 2.1 ấy, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều ở khoảng độ phân giải cao. Và cái băng thông nó cao, thế nên là độ phân giải cao và tần số quét cao là hai cái điểm rất là quan trọng. Với DP 1.4 ấy, thì nếu nó sẽ xuất được màn hình 240Hz và 120Hz và độ phân giải 4K và 240 là 2K. Đấy, thì cái này rất là quan trọng nhá. Còn 1.2 thì mình không tìm hiểu rõ lắm, tại vì nó cũ quá. Còn với 2.1 thì sao? Thì thực ra mà nói là 2.1 đây là để bạn support hỗ trợ những cái màn hình có tần số quét cao hơn hẳn. Ví dụ như kiểu những cái màn hình 360Hz ở độ phân giải Full HD, rồi những cái màn hình 480Hz hoặc thậm chí là 500Hz bây giờ đã có rồi, thì bạn hãy quan tâm. Còn nếu bạn đang dùng màn hình kiểu 165, 144, 240 và thậm chí kể cả 360 Full HD thì mình nghĩ là 1.4 hiện tại vẫn có thể xuất được tốt và không cần lăn tăn quá là nhiều về vấn đề này. Đấy, ok. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trung Phạm đã cho mình hỏi trên main có cổng 12V RGB 4 pin thì có thể cắm trực tiếp vào fan LED 12mm 12V vào cổng đó không? Giống như là cách cắm cổng 4 pin CPU ấy. Theo mình thì mình nghĩ là cắm cũng không có vấn đề gì, khá là ok đấy. Và mình nghĩ là việc cái cổng này bạn cắm vừa thì đại đa số nó sẽ nhận thôi. Tại vì là cổng 12V trên main thì bạn cắm nó cũng không khác gì cổng CPU lắm. Thế nên là về cơ bản là bạn hoàn toàn có thể cắm được. Như ở nhà mình đang cắm hai con fan và cái phần CPU fan, và mình thấy là cũng chạy ok, không vấn đề gì hết. Tiếp theo lại là một câu hỏi của bạn Mary Nguyễn. Mình chơi game mà CPU nhiệt độ lên đến 81 độ C khi mà mình dùng i9-14900K thì là nhiệt độ bình thường hả shop? Cảm ơn shop đã review. Thì không biết là bạn chơi game gì? Game 3A hay là game eSport nhỉ? Kiểu game nặng hay game nhẹ ấy. Ok. Cái câu chuyện này mình không rõ là bạn dùng tản gì, tản nhiệt gì không biết nhá. Đúng rồi. Và nhiệt độ là bình thường không nhỉ? Thì câu trả lời mình là mình không thấy nhiệt độ này nó quá bình thường, mình thấy nó hơi nóng. Nó khá nóng đấy. Tại vì là mình và Giang cũng đã ngồi xem cách chơi game với 14900K rồi, thì cơ bản nói là chơi nó đâu có đến mức gọi là nóng đến thế đâu. Thực ra thì mình nghĩ rằng là dưới 65 độ đi ha. 65 70 độ là đẹp rồi. Tại vì nó lót nó chỉ lót khoảng 70-80W là căng, lót hơn tí chứ làm gì đến mức mà tản nhiệt mà không tản nổi 70-80W và để lên 81 độ C thì mình thấy hơi cao. Đấy. Đây cái câu trả lời của mình là nhiệt độ như này là hơi cao. 81 độ C khá là cao đấy. Cho việc chơi game. Đấy, tại vì là chưa tính việc render nữa. Đấy. Còn đó tất cả những gì trong số hỏi đáp ngày này, bạn hỏi shop trả lời số thứ 12 hoặc 13. Nếu mình nhớ đúng.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại trong những số hỏi đáp tiếp theo. Còn nếu các bạn nào có những câu hỏi gì có thể comment ở dưới, chúng mình sẽ tổng hợp và trả lời trong số hỏi đáp tiếp theo nhé. Còn nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy like, share qua cho channel của Huy Phùng PC. Subscribe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Bye mọi người.